Chào tất cả các em học sinh khối 12. Thầy rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Chương trình do đại diện Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức thực hiện. Tiết trước, thầy và trò chúng ta cùng nghiên cứu một cái nội dung thứ nhất. Đó là phương trình thông số của đường thẳng. Bây giờ tiếp theo buổi học này, thầy mời các em cùng thầy nghiên cứu cái nội dung còn lại. Đó là điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cách nhau, chéo nhau. Điều kiện để hai đường thẳng song song trùng nhau, cách nhau, chéo nhau. Trong không gian XYZ, cho đường thẳng D và D phải lần lượt đi qua hai điểm M, M phải và có vectơ tư chỉ phương U phải. Các em nhớ là hồi học chương trình không gian hình học không gian lớp 11, khi cho hai đường thẳng trong không gian thì có khả năng xảy ra sao? Trường hợp thứ nhất là hai đường thẳng D và D phải song song. Trường hợp thứ hai, hai đường thẳng D và D phải trùng nhau. Trường hợp thứ ba, hai đường thẳng D và D phải cách nhau. Trường hợp thứ tư, hai đường thẳng D và D phải chéo nhau. Bây giờ tiếp theo, ta quan tâm thử hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng trong từng trường hợp có mối liên hệ với nhau như thế nào. Trường hợp thứ nhất, hai đường thẳng song song thì em thấy là hai vectơ chỉ phương này là cùng phương. Trường hợp thứ hai, hai đường thẳng này trùng nhau, ta cũng thấy được hai vectơ chỉ phương này là cùng phương. Trường hợp thứ ba và trường hợp thứ tư, hai đường thẳng cách nhau và hai đường thẳng chéo nhau, hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó không cùng phương. Đồng thời, tôi chia bốn trường hợp này làm hai loại. Loại thứ nhất là hai đường thẳng có hai vectơ chỉ phương cùng phương. Loại thứ hai là hai đường thẳng có hai vectơ chỉ phương không cùng phương. Như vậy, loại thứ nhất, hai đường thẳng có hai vectơ chỉ phương cùng phương. Như vậy, sẽ có một giả thiết gì đó cần có để ta phân biệt được hai đường thẳng đó song song hay trùng nhau. Tương tự, cái loại thứ hai chắc chắn cũng sẽ có một cái dữ kiện nào đó để ta phân biệt ra hai đường thẳng đó cách nhau hay là chéo nhau. Mời các em đi vào trường hợp cụ thể để vấn đề. Điều kiện để hai đường thẳng song song và trùng nhau. Hai đường thẳng D và D phải song song thì có hai vectơ chỉ phương cùng phương. Hai đường thẳng D và D phải trùng nhau có hai vectơ chỉ phương cùng phương. Bao giờ trong hai trường hợp này em để ý trường hợp nó song song. Trường hợp hai đường thẳng song song thì hai đường thẳng này nó không có điểm chung. Còn trường hợp hai đường thẳng này trùng nhau thì nó có điểm chung. Như vậy, hai đường thẳng D và D phải song song khi và chỉ khi vectơ U, U phải cùng phương và chúng không có điểm chung. Còn hai đường thẳng D và D phải trùng nhau khi và chỉ khi hai vectơ U và U phải cùng phương và chúng có điểm chung. Bây giờ ta đi vào ví dụ 1. Chứng minh hai đường thẳng sau đây song song. Đường thẳng D có phương trình x trừ 1 trên 1 bằng y trừ 2 trên trừ 3 bằng z cộng 1 trên 2. Đường thẳng D phải có phương trình x trừ 3 trên trừ 2 bằng y trừ 1 trên 6 bằng z trừ 2 trên trừ 4. Và em để ý trong đề người ta khẳng định này, chứng minh hai đường thẳng sau đây song song. Như vậy, việc đầu tiên phải khẳng định được hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này cùng phương. Do đó, từ phương trình đường thẳng D, em xác định cho thầy một vectơ chỉ phương đó là 1 trừ 3 2. Và cái đường thẳng D phải em cũng xác định cho thầy một vectơ chỉ phương là trừ 2 6 trừ 4. Hai vectơ chỉ phương này cùng phương lý do này, hoành là chia hành 1 chia trừ 2, bàn tung chia tung này trừ 3 chia 6, bàn cô chia cô này 2 chia trừ 4. Do đó hai vectơ này là cùng phương. Cần kiểm tra thêm một giả thiết nữa là hai đường thẳng này có điểm chung hay không. Như vậy, cách kiểm tra hai đường thẳng này có điểm chung hay không, bây giờ ta làm như sau. Ta đã biết được hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này cùng phương rồi. Bây giờ chỉ cần chọn một điểm M trên đường thẳng D. Chọn một điểm M trên đường thẳng D là có tọa độ là 1, vì đây là x trừ 0, như vậy là điểm đó có hoành độ là 1. Tung độ là
ha, cô độ là -1. Và đem tọa độ của điểm đó tha vào phương trình chính tác của đường thẳng đi phải, ta được tha 1 vào đây, x bằng 1, 1 trừ 3. Tha vào đây, tha trừ 1. Tha vào đây, trừ 1, trừ 2. Thì ta ra được cái đẳng thức số. Và đẳng thức này là không đúng. Đẳng thức nào không đúng. Chứng tỏ cái điểm M nó nằm trên đường thẳng D, nhưng mà nó không thuộc đi phải. Do đó hai đường thẳng này sẽ không có điểm chung. Và hai dữ kiện này, ta khẳng định được hai đường thẳng đã cho là song song với nhau. Đấy. Như vậy tóm là để khẳng định hai đường thẳng song song, em cần có hai yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, khẳng định hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó cùng phương. Và yếu tố còn lại là không có điểm chung. Và cách kiểm tra nó không có điểm chung là lấy một điểm trên đường này, tha tọa độ của điểm đó vô phương trình đường thẳng kia, không thỏa, là cái này không có điểm chung. Bây giờ ta đi qua phần cái thứ hai. Điều kiện để hai đường thẳng cách nhau. Em nhìn cho thầy cái hình vẽ. Hai đường thẳng D và D phải trên hình vẽ là cách nhau tại Y. Em phát hiện cho thầy hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này là không cùng phương. Và đây bây giờ này, hai đường thẳng D và D phải cách nhau nếu như này, hai vectơ chỉ phương của nó là không cùng phương và nó có một điểm chung duy nhất là điểm Y tới trên hình vẽ. Như vậy, khi hai đường thẳng này D và D phải có một điểm chung duy nhất thì có cần nó thêm hai đường thẳng này không cùng phương nữa hay không? Là cái này là không cần. Thực ra hai đường thẳng này có một điểm chung duy nhất khẳng định được rồi thì ta không cần quan tâm tới hai vectơ chỉ phương này nữa. Chính vì thế, trường hợp hai đường thẳng cách nhau nó có một cái đặc biệt, đó là tôi chỉ cần xét cái hệ phương trình. Cái hệ phương trình gồm x0 cộng OT bằng x0 phải cộng OT phải, y0 cộng BT bằng y0 phải cộng B phải T phải, z0 cộng CT bằng z0 phải cộng C phải T phải. Cái hệ phương trình này, nếu như hệ phương trình này có đúng một nghiệm, thầy khẳng định là đúng một nghiệm này, thì hai đường thẳng này sẽ cách nhau. Và khi đó đương nhiên hai vectơ chỉ phương là sẽ không cùng phương. Như vậy đối với trường hợp hai đường thẳng cách nhau, ta không cần phải bận tâm tới hai vectơ chỉ phương không cùng phương, mà khẳng định cho được cái hệ phương trình này có đúng một nghiệm. Và khi hệ phương trình này có đúng một nghiệm thì đem cái giá trị t hạt t phải tha vào phương trình d hạt d phải, là ta tìm được dấu điểm của hai đường thẳng này. Bây giờ ta đi vào cái ví dụ. Trang không cho úy y z cho hai đường thẳng d và d phải lần lượt có phương trình tổng số như trên. Chứng tỏ d và d phải cách nhau, tìm tọa độ vô điểm của hai đường thẳng đó. Như vậy cái bài này là nó có yêu cầu, cũng có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là chứng tỏ nó cách nhau. Nội dung thứ hai là xác định cái tọa độ vô điểm. Bây giờ cái phương pháp là ta lập hệ phương trình như hồi nãy thầy vừa trình bày. Và phương trình đó, hệ phương trình đó theo biến t t phải, và giả hệ nếu có một nghiệm t t phải, hệ nó có một nghiệm t t phải thì hai đường thẳng này là cách nhau. Như vậy xét hệ phương trình hai cộng t bằng 1 trừ 2 t phải, 1 trừ 3 t bằng trừ 1 cộng t phải, trừ 2 cộng 2 t bằng 1 cộng t phải. Và biến đổi cái hệ này ra được là t cộng 2 t phải bằng trừ 1, 3 t cộng t phải bằng 2, 2 t trừ t phải bằng 3. Hệ phương trình này là có 3 phương trình nhưng trong đó là có hơi ẩn. Do đó, chọn từ 3 phương trình này ra hơi phương trình giả tìm t t phải và lấy hơi giá trị t t phải đó tha vào phương trình còn lại kiểm tra nó có thỏa hay không. Cụ thể, trong trường hợp này ta chọn hơi phương trình đầu tiên giả này ra t t phải. T bằng 1, t phải bằng -1. Có thể dùng máy tính bấm. Sau đó đem giá trị hơi giá trị t bằng 1 và t phải bằng -1 tha vào phương trình còn lại, đem tha vào 1 t bằng 1 tha vào đây là 2 nhân 1 trừ cho -1 bằng 3, như vậy tha vào nó thỏa. Điều này chứng tỏ cái hệ này nó có nghiệm. Cái hệ này có nghiệm t bằng 1 và t phải bằng -1. Vì hệ có đúng một nghiệm t t phải nên cái đường thẳng d sẽ cắt d phải. Và cách xác định tọa độ vô điểm của hai đường thẳng này hoặc
là em đem T bằng 1 em tha vào cái phương trình thông số của D, hoặc là em đem T phải bằng trừ 1 em tha vào phương trình thông số của D phải, là em sẽ xác định được tọa độ giao điểm của hai đường thẳng. Với T bằng 1 là tôi suy ra được cái tọa độ giao điểm là A là 3 trừ 2, 0. Bây giờ ta đi vào cái nội dung tiếp theo. Điều kiện hai đường thẳng chéo nhau. Trên hình vẽ hai đường thẳng D và D phải chéo nhau. Hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này không cùng phương và hai đường thẳng này không có điểm chung. Bây giờ quay trở lại hai đường thẳng cách nhau. Khi hai đường thẳng cách nhau nữa là ta chỉ cần khẳng định cái hệ nó có đúng một nghiệm là hai đường thẳng cách nhau. Như vậy trong trường hợp này, giả sử như tật như cái hệ mà ta đã xây dựng như trong hai đường thẳng cách nhau mà nó vô nghiệm thì sao, có liệu hai đường thẳng này có chéo nhau hay không? Khi ha, khi cái hệ đó vô nghiệm thì còn có một khả năng hai đường thẳng đó song song. Chính vì thế đối với trường hợp này buộc phải có thêm điều kiện hai vectơ u u phải không cùng phương. Rồi như vậy cái này là nó có hai cái điều kiện. Trong không gian là cho hai đường thẳng như thế này. Hai đường thẳng D và D phải chéo nhau khi và chỉ khi hai vectơ chỉ phương u u phải không cùng phương và hệ phương trình sao vô nghĩa. Hệ phương trình là giống như bên kia, hoàn bên này bằng hoàn bên này, tung bên này bằng tung bên này, câu bên này bằng câu bên này. Như vậy nó cần phải có hai cái điều kiện này. Rồi ta đi vào cái phần ví dụ 3. Trong không gian quỹ cây giấy cho hai đường thẳng D và D phải chứng tỏ D và D phải chéo nhau. Cách đầu tiên để chứng tỏ D và D phải chéo nhau, phải khẳng định cho được hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này không cùng phương. Ta phải khẳng định như vậy. Mà muốn khẳng định được hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng này không cùng phương, buộc em phải tìm mẫu đường thẳng, tìm một vectơ chỉ phương ra. Đường thẳng D có vectơ chỉ phương là 1 trừ 1 2. Đường thẳng D phải có vectơ chỉ phương là 2 3 0. Hai vectơ này không cùng phương. Lý do là em phải hoành 1 chia 2. Tung là lấy trừ 1 chia cho 3. Như vậy hành chia hành nó khớp tung chia tung rồi. Chỉ cần một cái nó khớp là khẳng định hai vectơ này không cùng phương. Bây giờ để chứng tỏ hai đường thẳng này chéo nhau, ta khẳng định được cái hệ ta lập được nó vô nghiệm. Cái hệ phương trình gồm 1 cộng t bằng 2 cộng 2 t phải, 1 trừ t bằng trừ 1 cộng 3 t phải, trừ 2 cộng 2 t bằng 1. Chỉ cần khẳng định cái hệ đó vô nghiệm kết hợp với hai vectơ chỉ phương này không cùng phương là khẳng định hai đường thẳng này chéo nhau. Xét hệ phương trình từ cái hệ này biến đổi về một cái hệ t trừ 2 t phải bằng 1, t cộng 3 t phải bằng 2, 2 t bằng 3. Từ ba phương trình này anh chọn hai phương trình, như vậy ta chọn hai phương trình phía trên, chọn hai phương trình phía trên ta sẽ tìm được t bằng 7 phần 5, t phải là bằng 1 phần 5. Khi đó đem cái giá trị t bằng 7 phần 5 em tha vào cái phương trình còn lại là em thấy cái này nó không thỏa. 2 nhân 7 phần 5 đó bằng 3 đó. Như vậy trường hợp cái này là nó không thỏa. Chứng tỏ cái hệ này là vô nghiệm. Là chứng tỏ cái hệ này vô nghiệm. Hệ này vô nghiệm tức là hai đường thẳng này là không có điểm chung. Hai đường thẳng này không có điểm chung. Kết hợp hai vectơ chỉ phương này không cùng phương khẳng định hai đường thẳng này chéo nhau. Vậy hai đường thẳng này chéo nhau. Bây giờ ta đi vào ví dụ 4. Trong không gian quỹ giấy cho hai đường thẳng D và D phải được viết dưới dạng chính tắc x trừ 1 trên 1 bằng y trừ 1 trên 2 bằng z trừ 1 trên 2. D phải x trên 1 bằng y cộng 1 trên 2 bằng z trừ 3 trên trừ 2. Câu A chứng tỏ D, D phải cách nhau. Tìm tọa độ giao điểm y của D, D phải. Câu B viết phương trình mặt phẳng phi chứa có hai đường thẳng D, D phải. Câu C đường thẳng D1 đi qua điểm 10 có tọa độ 0 trừ 1 2 và các D, D phải lần lượt tại hai điểm phân biệt OB sao cho IO bằng OB. Yêu cầu viết phương trình chính tắc của đường thẳng D1.
ta đi vào giải quyết tầng cao. Như ta đã biết, để chứng tỏ hai đường thẳng này cách nhau, từ hai đường thẳng này có hai phương trình chính tắc, chuyển mẫu phương trình của đường thẳng về phương trình thông số. Hai đó kết khóc là xác định phương trình thông số của đường thẳng D, xác định được cái phương trình thông số của đường thẳng D phải, và lập được cái hệ khẳng định hệ đó có một nghiệm duy nhất, thì hai đường thẳng này sẽ cách nhau. Như vậy ta xử lý giả thiết như sau. Anh thấy cái đường thẳng D này, đi qua điểm anh mở cái tọa độ này 1 x trừ 1 này, y trừ 1 như vậy là 1 này, z trừ 1 này, như vậy cái này là 1 này. Như vậy cái đường thẳng D đi qua điểm mở cái tọa độ là 1 1 1 và có một vectơ chỉ phương U đó là 1 2 2 vectơ chỉ phương U. Như vậy từ đây suy ra phương trình thông số của đường thẳng D x bằng 1 cộng cho 1t, y bằng 1 cộng 2t, z bằng 1 cộng 2t. Tương tự phương trình từ phương trình thông số của đường thẳng D phải, ta xác định được một điểm đi qua này, m phải cái tọa độ là 0 này, do đó chỗ này là x trừ 0 này, tốc độ này cái này là trừ 1 này, câu độ cái này là 3. Như vậy xác định được điểm m phải trên D phải là có tọa độ là 0 trừ 1 3, và một vectơ chỉ phương U phải là 1 2 trừ 2, nên ta cũng viết được cái phương trình thông số của cái đường thẳng D phải là x bằng t phải, y bằng trừ 1 cộng 2 t phải, z bằng 3 trừ 2 t phải. Và một điều cực kỳ lưu ý chỗ này, liên quan tới cái dấu điểm của hai đường thẳng, khi em chuyển hai phương trình chính tác qua đường thẳng về hai phương trình thông số thì lưu ý cho thầy hai cái biến này phải khác nhau t t phải, chứ không phải cái nạp bên này t dưới là t, cuối cùng giả cái hệ nó là không không là xa đó. Đó, giờ lưu ý. Bây giờ câu A, chứng tỏ d và d phải khác nhau, phương pháp lập hệ phương trình theo biến là t t phải giả hệ nếu có một nghiệm thì hai đường thẳng khác nhau. Cái này mình đã làm như vậy. Cái xét hệ phương trình, hệ phương trình là 1 cộng t bằng t phải, 1 cộng 2 t bằng trừ 1 cộng 2 t phải, 1 cộng 2 t bằng 3 trừ 2 t phải. Bỏ biến đổi cái này ra. Và để ý trong trường hợp này, trong trường hợp này anh đã hai phương trình này, hai phương trình đào này, nó thực ra là nó giống nhau rồi, nên chỉ cần chọn hai phương trình phía dưới tìm được t là được, t và t phải là được, giả tìm t t phải. Nó từ hai phương trình phía dưới anh giả ra được t bằng 0, t phải bằng 1. Thực ra khi giả ra tới đây, đây chính là nghiệm của hệ đây, vì hai phương trình là giống nhau. Nhưng để em tập các em lồng quen, thầy tha vào, cũng tha vào, thì đương nhiên cái này là phải thỏa rồi. Như vậy cái này là ta sẽ tha vào nó thỏa. Từ đây tương đương cái hệ là t bằng 0, t phải bằng 1. Như vậy cái hệ này là có một điểm, chứng tỏ hai đường thẳng D và D phải cách nhau. Bây giờ tìm tọa độ vô điểm của hai đường thẳng này, hoặc là đem t bằng 0 tha vào cái này, phương trình thông số đường thẳng D, hoặc đem t phải bằng 1 tha vào phương trình thông số của D phải, là ta sẽ tìm được cái vô điểm y cái tọa độ là 1, 1, 0. Đây là các câu quen thuộc. Vậy y 1, 1, 1 là vô điểm của đường thẳng D và D phải. Bây giờ tôi qua câu B. Viết phương trình mặt phẳng phi chứa hai đường thẳng D và D phải. Để viết phương trình của mặt phẳng, thông thường ta tìm một vectơ vô tuyến và một điểm đi qua của đường thẳng của mặt phẳng. Như ta đã biết được hai đường thẳng D và D phải cách nhau với câu A, thì hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó là U và U phải, hai vectơ này không cùng phương. Khi đó ta chọn vectơ phô tuyến của mặt phẳng phi là N phi bằng tích có hướng của vectơ U và U phải. Khi đó kết hợp thêm một điểm đi qua Y có tọa độ 1, 1, 1. Như lưu ý cho thầy, cái điểm đi qua là ta có thể chọn điểm Y có tọa độ 1, 1, 1 hoặc là cái điểm M trên đường thẳng D, hoặc một điểm M phải trên đường thẳng D phải làm điểm đi qua. Các em qua phần là giả. D, D phải lần lượt có vectơ chỉ phương là 1, 2, 2, 1, 2, trừ 2. Từ đây suy ra mặt phẳng phi chứa D và D phải nên có vectơ phô tuyến là N là tích có hướng của U và U phải, là bằng trừ 8, 4, 0. Kết hợp điểm đi qua là y 1, 1, 1, đây ta có phương trình
Và thứ nhất là cái phương trình là a x trị 0 cộng b y trị 0 cộng c z trị z 0 bằng 0. Trong đó a b c đây lần lượt là tọa độ của vectơ vô tuyến, còn x 0 y 0 z 0 là cái điểm đi qua. Chính vì thế ta tha vào chỗ này, ta được cái phương trình hay x trừ y trừ 1 bằng 0. Và đây chính là cái phương trình tổng quát của mặt phẳng phi chứa hai đường thẳng d và d phải. Bây giờ ta qua câu c. Đường thẳng d1 đi qua điểm M có tọa độ 0 trừ 1 ha, và các d d phải lần lượt tại hai điểm phân biệt OAB so cho IOA bằng AB. Viết phương trình chính tác của đường thẳng d1. Bây giờ các em tập phân tích bài toán để hiểu sao cái vấn đề. Đầu tiên là cái đề yêu cầu này. Đường thẳng d1 đi qua điểm M và các d d phải. Bản thân d d phải đó khác nhau trong các mặt phẳng phi rồi. Mà cái đường thẳng d1 đi qua M các d d phải tại hai điểm phân biệt, điều này khẳng định là cái điểm M của mình phải thuộc mặt phẳng phi. Nếu như điểm M mà không thuộc mặt phẳng phi như vậy, bài toán này là có giả thiết là sai. Như vậy ta khẳng định được cái điểm M này là phải thuộc các mặt phẳng phi. Để viết phương trình thông số hai phương trình chính tác của một đường thẳng, cần biết một điểm đi qua và một vectơ chỉ phương. Trong đó điểm đi qua là ta biết điểm M rồi. Như vậy các vectơ chỉ phương cách tìm dựa vào các yếu tố nào? Đường thẳng d1 các d và d phải lần lượt tại OAB so cho IOA bằng OAB, dựa vào các giả thiết IOA bằng OAB ta xác định được một vectơ chỉ phương của cái đường thẳng d1. Bây giờ các em coi thầy hướng dẫn cái lời giải. Thứ nhất là cái điểm O này thuộc cái đường thẳng d, nên ta thông số hóa cái điểm O đi, tức là điểm O có tọa độ 1 cộng t, 1 cộng 2t, 1 cộng 2t. Cái điểm B thuộc d phải, nên điểm B có tọa độ t phải trừ 1 cộng 2t phải, 3 trừ 2t phải. Điểm Y có tọa độ 1, 1, 1. Ta dùng giả thiết Y, O bằng OB, ta khai triển ra được một phương trình theo t, t phải. Và chỉ cần chọn một giá trị t, ta sẽ tìm được giá trị t phải. Khi đó ta xác định được một vectơ chỉ phương của đường thẳng. Tuy nhiên bây giờ ta có thể làm cho bài toán nó đơn giản hơn và hiểu sao vấn đề hơn. Một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương, nên có nhất thiết ta phải đi tìm ra được hai điểm OB hay không? Đó là cái mình cần phải suy nghĩ lại. Có thể ta tìm một vectơ khác đơn giản mà cùng phương vectơ OB, tức là cái việc tìm vectơ đó nó dễ hơn, thì ta cũng nên chọn phương án đó. Cụ thể bây giờ thầy chọn một cái điểm A1 nằm trên đường thẳng D, chọn cụ thể luôn, số cụ thể, vì cái đường thẳng D có nên thầy chọn cái điểm A có tọa độ là 2 3 3, tức là t bằng 1, giờ tha vào đây là 2 3 3. Ta đi tìm một cái điểm B1, ta đi tìm một điểm B1 trên đường thẳng D phải không trùng y, nhớ là không trùng y, điểm B1 trên đường thẳng D phải không trùng y, so cho OA1 B1 bằng IOA1. Phải suy nghĩ tại sao ta phải chọn cái điểm B1 trên đường thẳng D phải này mà OA1 B1 là bằng IOA1. Khi đó em để ý IOA1 trên IOA bằng OA1 B1 trên OB. Khi đó chắc chắn một điều rằng hết đối với hình vẽ này thì thấy hai cái này OA1 B1, cái này OB này sao sao. Còn trường hợp cụ thể là có thể hai cái này nó trùng nhau. Điều này chứng tỏ tha vì tìm cho được ra cái điểm A, điểm B này để xác định vectơ chỉ phương, ta có thể là tìm một vectơ chỉ phương khác mà cùng phương với lại vectơ ở B. Như vậy cách tìm như sau: cái điểm B1 thuộc cái đường thẳng D phải, cái điểm B1 sẽ có tọa độ là T phải này trừ 1 cộng 2 T phải, 3 trừ 2 T phải. Và ta dùng giả thiết IOA1 bằng OA1 B1 sẽ tìm được hai giá trị t phải bằng 1 và t phải bằng 11,9. Tương ứng với mẫu giá trị t phải, ta xác định một điểm B1 là 1,1,1 hoặc là B1 là 11,9, 13,9, 5,9. Trong đó cái điểm B1 này là trùng với điểm Y, nên ta sẽ loại cái điểm này đi. Ta sẽ loại cái điểm này đi. Với điểm B1 còn lại vừa tìm, cụ thể trên hình vẽ này. B1 vừa tìm.
Tôi có được, tôi tính được vector O1 đã có rồi. Tôi tính được vector O1, B1 ra. Tôi tính ra tọa độ của nó này. Và được biểu thị qua là trừ 1 phần 9. Nhân cách trừ 1 phần 9 nhân vector có tọa độ 7, 14, 22. Và tôi chọn vector U có tọa độ 7, 14, 22 lần vector chỉ phương của đường thẳng D1 luôn. Là từ đó ta sẽ xác định được cái phương trình chính tác của đường thẳng D1. À, phương trình chính tác của đường thẳng D1. Như vậy qua bài toán này ta có cái lưu ý qua trường hợp câu C này em lưu ý. Để viết phương trình thông số của một đường thẳng cần biết một điểm đi qua và một vector chỉ phương. Tùy thuộc vào điều kiện bài toán mà ta xác định vector chỉ phương này cho phù hợp. Cụ thể đối với bài toán này nếu em giả mà tìm cho ra hai điểm OB sẽ rất phức tạp. Do đó ta sẽ tìm một cái vector khác cùng phương vector AB để chọn làm vector chỉ phương và cuối cùng ta viết được cái phương trình đường thẳng D một. Ta có một cái nhận xét. Trang không gian uý cái giấy cho đường thẳng D có phương trình x bằng x0 cộng OT, y bằng y0 cộng BT, z bằng z0 cộng CT. Và mặt phẳng phê có phương trình OX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Ta xét cái phương trình sau. Các phương trình được tạo ra bằng cách tha X bằng X0 cộng OT vào đây. Y bằng Y0 cộng BT em tha vào đây. Z bằng Z0 cho này, cộng CT em tha vào đây. Thì khi đó được phương trình sau. Nếu như các phương trình sau này vô nghiệm, nếu phương trình sau này vô nghiệm, thì đường thẳng D và mặt phẳng phê này không có điểm chung. Đường thẳng D và mặt phẳng phê không có điểm chung là khi đó đường thẳng D sẽ song song với là mặt phẳng và phẳng phê. Xin lỗi, chính là tờ vẽ bằng alpha minh họa. Nếu cái phương trình sau này có đúng một nghiệm T0 thì đường thẳng D và mặt phẳng phê có đúng một điểm chung. Phương trình sau có một nghiệm duy nhất T và T0 thì đường thẳng D và mặt phẳng phê có đúng một điểm chung. Khi đó đường thẳng D sẽ cắt mặt phẳng phê tại điểm có tọa độ là x0 cộng a t0, y0 cộng b t0, z0 cộng c t0, tức là tha t0 vào chỗ chỗ phương trình tập số của đường thẳng D. Trường hợp nếu phương trình sau này có nhiều hơn một nghiệm, tức là vô số nghiệm ấy, trường hợp này sẽ vô số nghiệm, thì khi đó cái đường thẳng D và mặt phẳng phê này sẽ có vô số điểm chung và đường thẳng D này sẽ chứa trong mặt phẳng phê. Và đây chính là một cách để xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bây giờ các em đi vào phần củng cố. Củng cố là cái phần của vị trí tương đối giữa đường thẳng mà thầy đã vừa trình bày. Trang không gian uý cái giấy cho đường thẳng D đi qua điểm M có một vector chỉ phương U. Đường thẳng D phải đi qua điểm M phải có một vector chỉ phương U phải. Và cái phương trình đường thẳng như ta đã xét ở trên. Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đầu tiên, em vào kiểm tra hai vector chỉ phương của hai đường thẳng. Hai vector chỉ phương của hai đường thẳng cùng phương, mà nếu như điểm M thuộc đường thẳng D, nhưng mà điểm M nó không thuộc D phải, thì hai đường thẳng này không có điểm chung, tức là D sẽ song song với D phải. Nếu như điểm M thuộc D, mà tha vào đường thẳng, phương trình đường thẳng D phải, thỏa, tức là M thuộc D phải luôn, thì khi đó D sẽ trùng với D phải. Nếu như hai vector chỉ phương của hai đường thẳng U và U phải không cùng phương thì tiếp tục nó có hai quả này sẽ ra tiếp. Nếu hệ phương trình sau vô nghiệm thì D và D phải chế nhau, hệ phương trình sau là ở dưới này. Nếu hệ phương trình sau có đúng một nghiệm duy nhất T và T phải thì khi đó D và D phải cái này là sẽ cách nhau. Đây là cái bảng mà thầy tóm là để các em dễ hình dung cái xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Bài tập về nhà có 3 bài toán. Bài 1 trong không gian uý cái giấy cho hai đường thẳng tìm A để hai đường thẳng trên cách nhau và ta dùng các phương pháp là xét một cái hệ để ta tìm A. Bài 2 trong không gian uý giấy cho hai đường thẳng D và D phải, đường thẳng D viết cho dọn phương trình tâm số, đường thẳng D phải viết cho dọn phương trình chính tác. Mệnh đề nào sai đấy đúng, ta làm câu hỏi trắc nghiệm và ta kiểm tra các vị trí tương đối của hai đường thẳng. Bài 3, trong không gian uý cái giấy cho đường thẳng D và D phải lần lượt có phương trình dưới dạng chính tác. Câu A chứng minh D và D phải chế nhau. Câu B viết phương trình đường vốn chung của hai đường thẳng trên. Bài học hôm nay đã kết thúc.
Chúc các em vui khỏe, học tốt. Hẹn gặp lại các em buổi học tiếp theo.